Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác thì đây chính là cặp loa siêu chép JBL ST200 bản Plus. Và ở video trước thì em cũng đã có giới thiệu đến quý vị và các bác rồi. Đấy, cặp loa siêu chép này thì cực kỳ là hay và chất âm của nó quá hay luôn. Đấy. Và nó hỗ trợ giải cao cho quý vị và các bác là từ 16.000Hz lên đến giải 30.000Hz quý vị nhé. Và từ cái giải 20.000Hz lên đến giải 30.000Hz thì chúng ta có thể cảm nhận được thôi. Bởi vì thì tai của chúng ta sẽ không nghe được từ 20 đến 30.000Hz nữa đâu quý vị nhé. Đấy. Và cặp loa này thì nó chuyên trị những dòng loa yếu chép, thiếu chép hay bị chết chép. Và nó sẽ bổ trợ cho giải cao của chúng ta rất là nhiều. 400W và trở kháng là 8 ohm cho nên là chúng ta có thể đánh trực tiếp từ cục đẩy công suất, từ vang liền công suất và từ âm ly ra luôn mà không cần phải qua bất kỳ một cái thiết bị nào nữa quý vị nhé. Đấy, ở bên trong thùng của nó đã có chống cháy rồi. Đấy, cho nên là quý vị và các bác chúng ta an tâm luôn. Hiện tại bây giờ là em đang kết nối mỗi cặp loa siêu chép quý vị nhé. Dây loa em đã rút ra rồi. Thì chút xíu nữa em sẽ test cho quý vị và các bác chúng ta nghe cái chất âm của cặp loa siêu chép này. Đấy, của cặp loa siêu chép JBL ST200 Plus này. Và chỉ có siêu chép thôi quý vị nhé. Chỉ có siêu chép thôi. Cho nên là các bác chúng ta đang nghe qua điện thoại thì các bác cắm tai nghe vào giúp em các bác nhé. Đấy, các bác cắm tai nghe vào giúp em để các bác nghe được cái chất âm nó chân thực nhất và nó rõ nét nhất quý vị nhé. Cặp loa siêu chép này thì hiện tại là bên em đang để cho quý vị và các bác giá là 1.950.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng dây cho các bác nếu mà quý vị và các bác chưa có dây các bác nhé. Đấy. Vâng, chuyên trị những dòng loa yếu chép, thiếu chép và hay bị chết chép. Đấy. Và khi mà mua những cặp loa này về thì cái trên áp ở âm ly hoặc là ở vang hoặc là ở vang liền công suất thì chúng ta chỉ cần cho hướng 12 giờ hoặc là hướng 11 giờ là rất là ok rồi quý vị nhé. Nghe nhạc, hát karaoke, trưng bày, rồi là giá thành rẻ, hàng chính hãng các bạn nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ test thử cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe cái chất âm chân thực nhất của cặp loa siêu chép JBL ST200 Plus các bác nhé. Đấy, các bác cắm tai nghe vào và cùng em thưởng thức các bác nhé.
Dạ vâng, và đây chính là chất âm của cặp loa siêu chép JBL-ST200 Bluetooth các bạn nhé. Đấy, các bác chúng ta cũng đã được nghe test thử một đoạn nhạc rồi. Và cảm nhận của quý vị và các bác về cái cặp loa siêu chép này như thế nào, các bác comment bên dưới phần mô tả của video giúp em nhé. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa siêu chép này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.